quên à? À con bố quên. Bố quên mô. Chú thích ngon không con? Có. Thôi nhận bố lấy tiếp cho con nhé. Ừ. Ăn xong rồi lấy cái nữa. Ừ. Ăn hai cái. Ừ. Thôi nữa. Con dậy rồi bố phải nấu ăn cho con. Đúng rồi. Nhưng mà con không đến trường đâu vì tại con ốm ạ. Phải đi trường chứ, rồi đi học chứ. Mày đi học nhá, bố chờ em đi học nhá. Nghe chưa? Bố giờ con hôm nay đi học à? Ngày mai chứ. Ngày mai à? Em ngủ dậy là bố chờ con đi học ở trường mầm non, học cô Thuy đúng không? Ừ. Rồi cô Tráng đúng không? Cả cô Hiên nữa. Ừ. Đúng không? Con dạy nói con đã mấy tuổi rồi? Con 4 tuổi. 4 thì học lớp cô Thùy, còn 1 thì là của 1 thì là 1 thì là cô Thao trẻ em này. Ừ. 2 là của người lớn chị này. Ừ, lớp lớn. Lớp, còn lớp này là lớp bé. 4. Lớp bé, lớp 4 tuổi. Màu già lớn. Một già lớn à. Đúng rồi. Có chị 4 này, tuổi là bằng ni à. Màu giáo bé này, màu giáo nhỡ này là màu giáo lớn. Dạ. Yeah. Trong đó có 3 màu giáo. Con là lớp màu giáo chi hay? Nhỡ đúng không? Yeah. Đúng không? Nhỡ là lớp 4 tuổi đúng không? Ừ. Con ăn xong rồi bố lấy tiếp cho con nha. Ok. Em đợi bùng à, cái này em ăn cơm à. Có chứ. Ăn nhiều không? Ăn được nhiều không? Vì con ăn xúc xích nhiều nữa. Vì con ăn thì hôm sau con lớn con lấy chồng chứ. À. Dạ. Hôm sau con cũng để ăn. Anh về luôn chà. Đang lời anh về con. Vì con thích anh về cả đời mà. Không phải. Sai. Con nói sai rồi. Con chỉ yêu chồng con thôi. Đúng không? Đúng không? Bây giờ bố có yêu mẹ con không ạ? Bố có chứ. Bố có chứ. Nhưng mà bố có yêu mẹ không? Có. Có với mẹ. Ừ. Nhưng mà bố không ở nhà mẹ anh mẹ. Bố, nếu bố bỏ mẹ đi ấy, thì hai mẹ con bỏ đi. Không phải đâu con ạ. Vì mẹ. Vì bố mẹ không hợp con ạ. Vì bố mẹ không sống được với nhau á. Hiểu không con? Sau này con lớn rồi con hiểu nhá. Dạ. Hôm sau con lấy chồng luôn. Ừ. Bố ơi, bây giờ bút đâu? Lấy chồng con phải lựa chọn cho chính chắn nghe chứ. Dạ. Hôm sau con lấy chồng thì con sẽ ăn món ngon là của chồng nấu. Đúng rồi. Hôm sau con nhà giàu đó. Sao thì con lớn rồi con giàu đã hay. Ừ. Con làm ăn cho giỏi đã hay đúng không? Hôm sau con giàu con có cả túi vàng và ô vàng nữa. Ừ. Nhà vàng luôn. Ừ. Quần áo của bố cũng vàng luôn đấy. Ừ. Thì giỏi hay. Phải học. Nhà giàu phải có quả quần áo vàng nữa. Ừ. Nhưng mà con học giỏi rồi chứ, đúng không? Đúng, con học lớp cô Thủy lớp 4, không phải lớp 2. Lớp 4 chứ hay lớp 4 tuổi đúng không? Ừ.
Dạ chứ ư à. Dạ. Mô đó. Con đi lấy xúc xích. Xúc xích bồ đề đấy mà. Con quên. Ơ bồ. Bồ nãy. Bồ. Bồ cả. Bồ ơi bây giờ cho con uống một hộp sữa cam đi. Con ăn hết xúc xích này. Ngon lắm các. Ngon này. Em lại bùng à. Em có ăn mì tôm không để bộ phá? Có. Thôi ăn vậy đấy. Uống sữa đi. Ngon lắm. Hết. Mai con đi học về bố cho em con nữa đúng không? Ừ. Dạ chứ ư à. Bác hồi sữa. Có làm gì mà cười đi. Bố thấy con hay quá. Đúng không? Đúng. Vậy em ôm bộ đi ngủ nhá. Nhưng mà bố em. Dạ. À ngon. Bố tay sạch mà. Ừ. Bố ơi. Dạ. Như cái này. À.